ta chưa làm filler thì nó ok, nó khá là mịn màng, nhưng mà nó có hơi lởm, nó không được đầy đặn. Nhưng mà làm lên thì bề mặt da nó hơi gồ ghề xíu, có chỗ đầy cái chỗ không đầy là chuyện hơi là chuyện bình thường nha. Thì một số tác giả người ta nói là tụi em đừng có rải đều, tụi em đừng rải, tại vì rải thì chắc chắn không bao giờ đều được. Chắc là một trong những khu vực khó của filler. Khó đây nó một là khó về cái chuyện mà kỹ thuật, hai là khó lúc mà làm thì khách hàng hay đau một tí, và cái ba cuối cùng là thẩm mỹ. Tại vì lát nữa chúng ta sẽ nói cái sáng là cuối cùng khó luôn, thật sự là khó, khó về thẩm mỹ. Tại vì chúng ta đặt filler ở lớp sau dưới dưới trên màng xương là dưới lớp cơ trán, mà cơ trán là một cơ vận động thường xuyên, và chính vì vậy nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ làm cho filler di chuyển đi. Và khuynh hướng này nó rất là lớn nha. Tại vì chúng ta biết gì nè, cái khoang mà chúng ta đặt ở dưới cái cơ đó chính là khoang mở sâu, mà khoang mở sâu nó thông thương với nhau, nó gần như nó liên tục với nhau. Cái khoang mở sâu nó rất ít và cái khoang mở sâu rất là rộng, chính vì vậy nó sẽ có sự thông thương, mà cơ trán cái cơ nó cử động nhiều nữa, cho nên đó, khi mà nó cử động nó sẽ làm khó filler bên dưới. Và đó chính là lý do tại sao anh nói mọi người chúng ta không có nên dùng filler mềm. Dùng filler mềm thời gian sau một nó nhanh tan, hai là không giữ được vị trí tốt nha. Thậm chí em dùng filler chung tụi nó vẫn có khuynh hướng là nó di chuyển, mà chứ đừng nói là filler mềm nha. Tuy nhiên là dùng filler chung nó bị một cái vấn đề, đó chính là nó sẽ hơi dễ bị lộ filler tại vùng trán da nó mỏng, và cái lớp tổ chức của nó rất là mỏng, cho nên dễ bị lộ filler. Khi mà em rải filler mà không điều tay á, thì nó luôn thậm chí thì nó luôn luôn có khuynh hướng là nó bị hơi bị gập ghềnh bề mặt da một tí. Nhưng mà cho dù em rải điều tay nó cũng sẽ xảy ra chuyện đó nè. Thì nó liên quan tới về cái vấn đề một kinh nghiệm điều trị khá là nhiều. Thì em phải có kinh nghiệm để em biết thì em rải nó, một là rải nó phải đều, cái thứ hai là em phải tư vấn khách hàng là khoảng nó có thể làm xong chưa đẹp, nhưng khoảng thời gian khoảng chừng tầm tuần lễ sau thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà thường thường chúng ta phải giảm lại, ít khi nào chúng ta làm xong đẹp liền nha, chúng ta phải giảm lại. Chính vì vậy thì anh nghĩ là cái đó là những cái mà anh nói ra, thì những cái mà tụi em sẽ gặp đó, đúng không? Đã, thì nó liên quan đến thẩm mỹ. Thì thẩm mỹ là đây, một số người bình thường cái trán chúng ta chưa làm filler thì nó ok, nó khá là mịn màng, nhưng mà nó có hơi lởm, nó không được đầy đặn. Nhưng mà làm lên thì bề mặt da nó hơi gồ ghề xíu, có chỗ đầy cái chỗ không đầy là chuyện bình thường nha. Thì một số tác giả người ta nói là tụi em đừng có rải đều, tụi em đừng rải, tại vì rải thì chắc chắn không bao giờ đều được, hiểu không? Rải mà rải theo đường thì chắc chắn không đều được, cho nên đừng có rải, tìm điểm. Thế tìm điểm sau này nó xa, hiểu không? Tìm điểm. Và đó chính là lý do tại sao có một số tác giả người ta sử dụng kỹ thuật tiêm bằng kim, đâm kim chạm xương, tiêm tiêm dạng bolus, đúng không ha? Vậy trên trán này người ta sẽ tiêm từ 5 đến 7 điểm ngang trán, tiêm một điểm nó sần lên, ô cao lên, sau đó người ta massage cho nó lan rộng ra, ha, ok ha. Thì đó, thì mình sử dụng cái nút mình vẫn làm được cái chuyện đó, hiểu ý anh không? Ừ. Thì từ em làm thì em sẽ thấy nhiều cái quan điểm cũng khá là hay, cái quan điểm nó cũng là hay. Tại vì em tiêm điểm sau đó em dàn ra, em massage ra thì nó cũng sẽ lan đều trong khu vực đó nha. Ừ, cũng hay. Thì mọi người cứ về mọi người thử áp dụng, thay vì các bạn rải thì rải không đều, thì các bạn thử tiêm từng điểm, nhưng mà những cái điểm đó khoảng cách đừng xa nhau quá, ở trong khu vực mà nó bị thương hụt, ngay trung tâm của khu vực bị thương hụt và chúng ta dàn ra vẫn ok.